Chiều ngày 23 tháng 10, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy 16 phường xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị cùng dự có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Thanh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng các ban đảng thành ủy, lãnh đạo các phòng ban thành phố, bí thư đảng ủy 16 phường xã. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2024, các địa phương đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu trên các lĩnh vực, đồng thời nêu một số vấn đề khó khăn, vướng mắt, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị. Theo đó, đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan giải trình các kiến nghị của địa phương, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024 để các địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của các địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024, đó là tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, tập trung làm công tác sáp nhập địa giới hành chính đúng theo quy định, chú trọng công tác bảo tồn các di tích lịch sử, tập trung làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, trái phép. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác vào các kênh mương, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2025, đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu, chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.